khám phá hài cốt trước thời kỳ của Inca, tin từ Peru. Các nhà khảo cổ tại Machu Picchu của Peru đã khai quật được 4 hài cốt tại khu cổ nổi tiếng. Sự kiện này khiến cho các nhà khảo cổ học tin rằng có một bộ tộc cổ cai trị trên toàn khu vực này trước cả người Inca hùng mạnh. 4 bộ xương, trong đó có 3 bộ, có niên đại là thời kỳ Inca từ năm 1300 đến 1500 sau Công Nguyên, và bộ xương thứ 4 thuộc về nền văn hóa Khi Tiền của Inca khoảng năm 700 sau Công Nguyên, được tìm thấy trong các hang động cổ, được dùng để làm nghi thức tang lễ. Hài cốt được bảo quản tốt, hộp sọ còn nguyên vẹn. Các chuyên gia sẽ tiếp tục điều tra để xác định tuổi chính xác của các hài cốt và hy vọng là sẽ tiết lộ những hiểu biết sâu hơn về đất nước Peru bí ẩn trước thời kỳ Tây Ban Nha. Machu Picchu được xây dựng cách đây hơn 500 năm là một kho báu cho các nhà khảo cổ học nghiên cứu những manh mối mới thời Inca và cả thời cổ đại trước đó nữa. Thời trước khi người Tây Ban Nha xuất hiện, trong những năm 1500, người Inca cai trị một đế chế trong nhiều thế kỷ trải dài từ Colombia, Ecuador về phía Bắc đến Peru và Chile về phía Nam.